Vâng, xin chào tất cả các bạn. Video trước thì Zendesk đã chia sẻ với các bạn cách nhúng dây loát vào trong cái website. Đấy thì trong cái video mình chia sẻ thì có bạn Yến Thiên, bạn ấy hỏi về cái sử dụng của cái jQuery.lazy này. Thì đây mình đã có xây dựng một cái ví dụ, thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cách nhúng cái jQuery.lazy này vào trong cái website của chúng ta. Đây là mình reload lại cái trang. Ở đây mình nói qua một chút, thì đây của mình có bốn cái ảnh này. Đấy, với hai cái mây là loát trực tiếp thẻ mây và hai cái mây nó là background của cái thẻ deep. Đấy, thì mình đây mình show cái phần network lên, nó sẽ thể hiện rõ cho các bạn thấy là cái sự tại sao đúng không ạ. Thì đây mình empty cái cắt che nó đi, để loát lại cái trang này. Thì đầu tiên thì nó loát cái do cái khung ở màn hình của chúng ta ấy, thì cái ảnh ảnh không này của mình chính là một cái ảnh image, và cái ảnh một là cái ảnh cho cái background. Thì đây mình show là cái phần xuồng một chút thì nó rõ hơn đó. Thì đây là cái image này, đây là cái nội dung background này đó. Và đây là cái image tiếp theo và nội dung background với nội dung hai tiếp theo. Thì do cái màn hình nó phủ thì nó sẽ loát được cái màn hình này, còn có cái nội dung mà phía sau của một màn hình thì nó sẽ chưa được loát đúng không ạ. Thì các bạn thấy nó chỉ loát đến cái ảnh một. Bây giờ mình kéo cái scroll nó xuống này, đấy, thì nó sẽ loát tiếp cái ảnh hai, cái nội dung ở đây khu vực ảnh hai, nội dung một nó chạm đến cái ảnh hai được loát. Tiếp đến thì nó sẽ gây đến cái ảnh thứ tư, thứ ba, thứ tư đúng không ạ. Nó tiếp tục cũng được loát ở đây đấy. Thì bây giờ mình đi vào cài đặt và sử dụng nó như thế nào. Tương tự như cái lazy loát thôi. Đây là một cái file HTML mình đã tạo sẵn. Thì cái điều tiên quyết đầu tiên là các bạn phải nhúng jQuery. Nhúng cái jQuery mà. Thì các bạn có thể vào cái trang jQuery. Code jQuery.com xuống download này. Các bạn có thể nhúng nó vào. Hoặc là tải nó về và nhúng vào trong website của mình như bình thường. Đó. Tiếp theo là các bạn nhúng cái lazy, jQuery.lazy này. Đấy, thì ở đây cái phần nhúng này thì mình có 3 cách. Các bạn truy cập vào cái trang jQuery. Đây, như cái link này mình đọc nó hơi khó. Thì bất kể một cái hướng dẫn nào, cái thư viện nào ở trên web thì nó đều có hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn vào cái phần get start này. Đó, thì nó có cái phần indexing này, cái phần cài đặt đúng không ạ? Thì các bạn nhúng trực tiếp từ hot này. Đấy, thì các bạn đây là cái link mà mình nhấn từ hot là mình download về, mình có thể download từ GitHub này. Đây các bạn thấy cái link GitHub mọi người ạ. Hoặc là mình tải cái packet này về thông qua cái npm hoặc là cái bower này. Đấy thì sau đó mình nhúng bằng cái link này. Đấy, vào cái website của mình. Đấy, tiếp theo là các bạn có thể nhúng bằng CDN. Đấy, CDN thì mình có cái CNGS và GS Deliver. Đấy, thì đây là hai cái đường link mà họ cung cấp cho mình có thể nhúng. Đấy, bạn có thể dùng cái này hoặc cái dưới này đều được. Đó, đây là nhúng qua CDN. Còn tải thì các bạn tải như mình đây. Để cái đặt các bạn là bật cái terminal nó lên. Đó, thì ở đây terminal. Đó, thì ở đây mình sẽ cài bằng cái bower này. Bower, lưu ý là máy các bạn phải cài bằng cái bower lên nhé. Đó, cho các bạn enter thôi. Đó, thì nó sẽ tải về. Sẽ đào về. Thì nó có cái phần bao component này. À, thì mình nhúng nhúng nó vào đúng không ạ? Nhúng nó vào thì có thể là các bạn mình sẽ không nhúng bằng cái CDN nữa mà nhúng trực tiếp trên hot của mình đúng không? Thì mình sẽ nhúng bằng cái đường dẫn dẫn này. À. Đây. Có cái đây, có cái chính là cái đấy của mình đúng không ạ? Bao component này, jQuery lazy này, đi lên phần min đúng không ạ? Tiếp cái là bao jQuery lazy tại jQuery phần lui đúng không ạ? Đây là mình nhúng từ phần hot từ chính cái project này luôn khi mình tải về.
À, bây giờ các bạn đã ra để mình reload nó lại này. Đó, mình kéo này lên trên nhé, mình xóa cái cắt xe đi. Đó, phải. Đấy thì các bạn thấy là nó cũng chỉ load được cái ảnh 0 và 1 mà mình có thể xem cái đường dẫn này. Mình tải đây thì đang tải từ cái browser đúng không ạ? Đó, phần network này mình kéo tiếp tục, mình kéo con chọn scroll nó cái ảnh nó đi load tiếp theo. Đó. Thì cái video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.